Tin bão mới nhất phát hành lúc 11 giờ trưa ngày 28 tháng 9 của Pagasa xác nhận bão Julian đã hình thành với tâm bão cách Apari, Akayan, Philippines khoảng 465 km về phía đông. Cơn bão mới nhất gần Biển Đông đang di chuyển chậm theo hướng Nam Tây Nam. Sức gió duy trì mạnh nhất trong bão nhiệt đới Julian gần 65 km h gần tâm bão và gió giật lên tới 80 km h Dự báo bão mới nhất của Pagasa nhấn mạnh bão Julian dự kiến di chuyển về phía Tây Nam hoặc Tây trong thời gian còn lại của ngày 28 tháng 9, sau đó bão di chuyển theo hướng Tây Bắc vào ngày 29 tháng 9 và duy trì cho tới ngày 30 tháng 9 để hướng tới khu vực quần đảo Batanes Babuyan của Philippines. Sau khi gây ảnh hưởng ở Philippines, bão Julian sẽ tăng tốc về phía Đông Bắc qua vùng biển phía Đông Đài Loan Trung Quốc vào ngày 1 tháng 10. Theo dự báo đường đi của bão Julian do PAGASA công bố, không loại trừ khả năng cơn bão mới nhất gần Philippines đổ bộ hoặc áp sát quần đảo Batanes hoặc là Babuyan vào ngày 30 tháng 9. Dự báo, bão Julian liên tục tăng cấp trong suốt thời gian dự báo và mạnh lên thành bão cuồng phong vào ngày 30 tháng 9. Với khả năng tăng cấp chóng vánh, các nhà dự báo bão của Philippines không loại trừ khả năng bão Julian đạt cấp siêu bão. Hệ thống này sẽ ở gần quần đảo Batanes và hoặc Babujan nhất khi đạt cường độ cực đại hoặc là gần cực đại, tức là đạt hoặc gần đạt cấp siêu bão, theo Pagasa. Theo dự báo của Pagasa, lúc 8 giờ sáng ngày 29 tháng 9, siêu bão Julian cách Apari, Kagayan, 230 km về phía đông. Tới 8 giờ sáng ngày 30 tháng 9, Julian cách Kalayan, Kagayan, 160 km về phía đông tiếp đó tới 20 giờ cùng ngày cơn bão gần biển đông này cách basco batanes khoảng 65 km về phía đông nam theo tin bão áp thấp mới nhất của trung tâm cảnh báo bão liên hợp jtvc của hải quân mỹ áp thấp nhiệt đới 20vkc tên philippines là julian đã mạnh lên thành bão nhiệt đới cơn bão mới nhất gần biển đông nằm cách manila philippines 685 km về phía đông bắc và di chuyển về phía nam đông nam với tốc độ là 7 km/h trong 6 giờ qua khi giải áp thấp trên Biển Đông rút về phía Tây, bão 20 v được dự báo bắt đầu di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc trước khi chuyển hướng Bắc Tây Bắc trong hai ngày tiếp theo khi giải áp thấp cận nhật đới phía Đông Philippines đang chuyển hướng. Sau đó, 20 Mươi được dự báo di chuyển về phía Bắc và vòng lại hướng Đông Bắc song song với đường bờ biển phía Đông của Đài Loan, Trung Quốc. Tin bão của JTVC dự báo cường độ cực đại dự kiến của cơn bão mới nhất gần Philippines là 195 km h trong 4 ngày tiếp theo. Ngay sau bão số 4 số lích, nhiều xoáy thuận nhiệt đới liên tục tiếp cận vùng biển Tây Bắc Thái Bình Dương. Điều này làm dấy lên những lo lắng liên quan tới nguy cơ Biển Đông xuất hiện thêm bão hoặc áp thấp nhiệt đới. Theo ông Mai Văn Khiêm, Giám đốc Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, Tổng cục Khí tượng Thủy văn cho biết, hiện nay trên khu vực Tây Bắc Thái Bình Dương đang có hai cơn bão, hai áp thấp nhiệt đới hoạt động. Ông Khiêm cho hay dự báo bốn cơn bão và áp thấp nhiệt đới này có thể di chuyển lên phía bắc của vùng biển Thái Bình Dương, khả năng là không di chuyển vào khu vực biển Đông nước ta. Về thời tiết trên đất liền, giám đốc Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia cho biết, từ đêm ngày 28 tháng 9 đến ngày 30 tháng 9, Bắc bộ xuất hiện một đợt mưa rông từ 30 tới 60 mm, cục bộ có nơi mưa to trên 100 mm, đề phòng nguy cơ trượt lở sạt đất. Từ ngày 1 đến ngày 3 tháng 10, khu vực trung bộ từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế có mưa vừa mưa to Nhận định về xu thế thời tiết xa hơn, ông Mai Văn Khiêm cho hay, từ tháng 10 đến tháng 12 năm 2024, có khoảng 4 tới 5 cơn bão hoặc áp thấp nhiệt đới trên khu vực Biển Đông. Các tỉnh khu vực miền Trung cần ra soát các phương án sẵn sàng ứng phó với mưa lũ cực đoan trong tháng 10 đến tháng 11 năm 2024. Đỉnh lũ năm 2024 ở các sông từ Quảng Bình đến Khánh Hòa ở mức báo động 2, báo động 3 và trên báo động 3. Các sông ở Phú Yên, Ninh Thuận, Bình Thuận trên báo động 2. Lũ năm 2024 ở đồng nguồn sông Cửu Long giao động ở trên mức báo động 1. Đỉnh lũ tại các trạm hạ lưu sông Cửu Long ở mức báo động 2, báo động 3 và trên báo động 3. Ông Khiêm cho hay, với đỉnh lũ dự báo như vậy, khả năng cao nhất trong khoảng 4 năm gần đây và thấp hơn năm 2018. Dự báo, từ nay đến cuối năm, khả năng có 4-5 cơn bão áp thấp nhiệt đới hoạt động trên Biển Đông, trong đó có 2-3 cơn đổ bộ vào đất liền. Các tỉnh miền Trung cần ra soát các phương án sẵn sàng ứng phó mưa lũ cực đoan trong tháng 10 và tháng 11. Ông Mai Văn Kiêm, Giám đốc Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết như vậy vào sáng ngày 28 tháng 9 khi nhận định về xu thế mưa bão trong những tháng cuối năm 2024. Đối với dự báo thời tiết trong khoảng 10 ngày tới, ông Khiêm cho biết hiện nay, ngày 28 tháng 9, trên khu vực Tây Bắc Thái Bình Dương có hai cơn bão và hai áp thấp nhiệt đới đang hoạt động. Gần biển đông nhất, hiện đang có cơn bão là Gratong mới hình thành ở vùng biển khu vực phía đông bắc đảo Luzon, Philippines, cường độ bão mạnh cấp 8, 62-74 km h Tuy nhiên, các dự báo đều nhận định bão Kratong cũng như là các cơn bão áp thấp nhiệt đới này đều di chuyển lên phía bắc của vùng biển Bắc Thái Bình Dương, không di chuyển vào khu vực biển đông nước ta. Ông Kim cảnh báo về thời tiết trên đất liền từ đêm ngày 28 đến ngày 30 tháng 9, ở Bắc Bộ xuất hiện một đợt mưa rông 30-60mm, cục bộ có nơi mưa to trên 100mm, đề phòng nguy cơ trượt lở đất tái xuất hiện. Khu vực Trung Bộ từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế, từ đêm ngày 1 đến ngày 3 tháng 10, có mưa vừa mưa to. Về xu thế thời tiết cả nước từ nay đến cuối năm 2024, Ông Kim cho biết, từ khoảng tháng 10 đến tháng 12 năm 2024, trên khu vực Biển Đông có khả năng xuất hiện 4 tới 5 cơn bão hoặc áp thấp nhiệt đới, trong đó có khoảng 2 tới 3 cơn đổ bộ vào đất liền. Ông Kim nhấn mạnh, các tỉnh khu vực miền Trung cần ra soát các phương án sẵn sàng ứng phó mưa lũ cực đoan trong tháng 10 và tháng 11 năm 2024. Theo ông Kim, đỉnh lũ năm 2024 ở các sông từ Quảng Bình đến Khánh Hòa ở mức báo động 2, báo động 3 và trên báo động 3 các sông ở Phú Yên, Ninh Thuận, Bình Thuận lên trên mức báo động 2. Lũ năm 2024 ở đầu nguồn sông Cửu Long dao động trên mức báo động 1 và đỉnh lũ tại các trạm hạ lưu sông Cửu Long ở mức báo động 2, báo động 3 và trên báo động 3, cao nhất trong khoảng 4 năm gần đây và thấp hơn năm 2018. Theo dự báo bão, áp thấp mới nhất của cơ quan thời tiết Philippines gọi tắt là Pagasa vào ngày 27 tháng 9 cho biết, trong tuần từ ngày 27 tháng 9 đến ngày 3 tháng 10, dự báo bão nhiệt đới Julian và một áp thấp mới gần Philippines sẽ xuất hiện. Bản tin bão áp thấp nêu rõ, trong giai đoạn dự báo, bão nhiệt đới Julian ở bên trong khu vực dự báo của Philippines, PAR, cơn bão mới nhất gần Philippines đang ở phía đông của Bắc Luzon và dự kiến di chuyển dần về phía bắc. Các nhà dự báo bão Philippines chỉ rõ các mô hình dự báo cho thấy ngay sau khi bão nhiệt đới Julian, một áp thấp nhiệt đới sẽ hình thành ở phía đông bắc ranh giới khu vực theo dõi TCAD của PAGASA. Áp thấp mới gần Philippines dự kiến có khả năng mạnh lên thành bão ở mức độ từ thấp đến trung bình. Như vậy trong tuần tới Philippines dự kiến đối mặt với khả năng có bão. Bản tin dự báo bão áp thấp của Pakistan vào ngày 27 tháng 9 cũng công bố dự báo cho tuần từ ngày 4 tháng 10 đến ngày 10 tháng 10. Dự báo cho thấy là ít có khả năng có vùng áp thấp, áp thấp nhiệt đới hoặc là cơn bão nào xuất hiện trong giai đoạn dự báo. Theo bản tin dự báo thời tiết mới nhất của Pakistan lúc 5 giờ sáng ngày 28 tháng 9, tâm áp thấp nhiệt đới Julian cách Apari, Cagayan, Philippines 400 km về phía đông áp thấp nhiệt đới mới nhất gần Philippines đang có sức gió duy trì tối đa là 55 km h gần tâm và gió giật lên đến 70 km h Áp thấp nhiệt đới Julian đang di chuyển với tốc độ là 10 km h Julian được dự báo sẽ đi theo đường vòng qua vùng biển phía đông Batanes và Cagayan, Philippines trong vòng 5 ngày tới. Trong vòng 12 giờ tiếp theo, hệ thống nhiệt đới này được dự báo là sẽ di chuyển về phía tây nam trước khi chuyển hướng về phía tây vào chiều nay ngày 28 tháng 9, đồng thời giảm tốc. Sau đó, Julian sẽ di chuyển về phía tây bắc từ ngày 29 tháng 9 cho tới ngày 1 tháng 10 và chuyển hướng về phía bắc đến đông bắc trong suốt thời gian còn lại của giai đoạn dự báo. Dựa trên đường đi dự báo mới nhất, áp thấp nhiệt đới Julian có thể đổ bộ vào Batanes, Philippines vào chiều hoặc tối ngày 30 tháng 9 ở cơn độ bão nhiệt đới và rời khỏi khu vực dự báo của Philippines vào tối ngày 2 tháng 10 đến sáng ngày 3 tháng 10. Các nhà dự báo bão Philippines nhấn mạnh khả năng Julian tiếp tục tăng cấp trong suốt giai đoạn dự báo và dự kiến mạnh lên thành bão nhiệt đới trong ngày 28 tháng 9. Cơn bão mới nhất gần Philippines có thể đạt đến cấp độ bão cuồng phong vào ngày 30 tháng 10. Với khả năng bão tăng cấp nhanh chóng, các chuyên gia không loại trừ khả năng bão Julian đạt tới cấp siêu bão.